Chào các bạn, thì hôm nay AttackVN xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng hashtag khi chúng ta dùng code SEO của YouTube, tức nghĩa là để các bạn tăng được cái thứ hạng khi tìm kiếm bằng YouTube, hoặc là tăng cái lượt đề xuất video mình trong cái playlist hoặc là cái video của người khác, những cái kênh nổi tiếng sẽ đề xuất cái video của các bạn. Thì đầu tiên là tôi muốn cho các bạn xem cái kết quả sau khi tôi đã code SEO YouTube và tôi đã dùng cái hashtag như thế nào. Các bạn có thể quan sát ở đây khi tôi dùng cái thẻ tab ẩn danh của YouTube để minh họa kết quả tìm kiếm. Ở đây tôi nhập vào cái dòng gợi ý của YouTube là lỗi màn hình xanh Win 10 nè. Đó, thì khi đang sử dụng hay là một lý do gì đó ha, tôi nhập lỗi màn hình xanh Win 10. Thì đây là một cái clip mà tôi chỉ mới đăng lên khoảng tầm một tháng thôi. Và các bạn thấy là cái video clip của tôi nè, kênh AttackVN, nó đang đứng ngang hàng chung với những cái clip hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn view khác. Ví dụ như cái kênh rất nổi tiếng là K4K Channel hay là của Chu Đặng Phú nè, có rất là nhiều cái, hoặc là của Techmark Việt Nam nè, có rất nhiều cái lượt xem lên đến hàng chục ngàn hoặc là hàng trăm ngàn lượt xem. Nhưng mà cái video clip của AttackVN của tôi đang có thứ hạng là đứng hạng 3 trên cái danh sách này, mặc dù chỉ mới xuất hiện một tháng. Hoặc ở đây là một kết quả khác khi các bạn dùng code SEO. Ví dụ tôi có một chủ đề là để tăng được 1.000 người đăng ký thì phải làm như thế nào, và rõ ràng là trên hệ thống YouTube cũng như là Google có cái một cái tác giả là Thanh Thịnh Bùi nè, hoặc là CD Hay Studio, hoặc là Thế Tâm, là những cái người đã xuất hiện từ rất lâu và có cái lượt xem cũng rất khủng, tới là vài trăm ngàn lượt. Nhưng mà cái video clip của AttackVN đang đứng thứ tư trong cái danh sách này và có thể trong tương lai có thể nhảy cái thứ hạng lên tiếp. Thì làm sao để làm được cái câu chuyện là SEO như vậy mà không phải tốn một xu, không phải tốn tiền, thì các bạn sẽ xem hướng dẫn của. Ở đây các bạn có thể quan sát cái kết quả mà tôi minh họa cho cái clip màn hình xanh lúc nãy có đề cập. Thì đây là một cái clip lượt view nó đang tăng đều lên, sau khoảng tầm 35 ngày xuất bản thì có đến khoảng 3.700 lượt xem. Và như vậy thì trung bình tính ra một ngày chúng ta sẽ có hơn 100 lượt xem. Hoặc là ở trạng thái phân tích thứ hai là nếu như tôi phân tích cái mức độ mà hấp dẫn khán giả thì nó cũng đang tăng đều lên, tức nghĩa là cái số lượt xuất hiện nó đang tăng gần 22.000 lượt xuất hiện và có khoảng 12,5% những người sẽ click chuột để chọn vào cái video clip này. Và cái cuối cùng các bạn có thể xem đây là một minh họa là có bao nhiêu video clip đề xuất cái clip của tôi trở thành cái clip mà người ta muốn xem ha. Ví dụ như là sửa lỗi màn hình xanh khi khởi động của tác giả K4K Channel nè, đề xuất cái kênh của tôi đến 3.000 lần, cái video clip này đến 3.000 lần và có 777 người kích chuột vào đó đến thời điểm bây giờ. Hoặc là vô số những cái video clip của những tác giả khác đang đề xuất cái kênh của cái video clip của tôi, và còn nhiều nhiều nữa, nhưng mà YouTube nó mới hiển thị có khoảng 50 kết quả ở đây thôi. Và nếu các bạn muốn làm được y như vậy thì chúng ta sẽ xem cái clip hướng dẫn ngay bây giờ. Thì như ở đoạn đầu của video clip tôi có chia sẻ là kết quả sau khi áp dụng cái phương thức là tăng cái thứ hạng tìm kiếm và tăng cái lượt đề xuất của YouTube bằng cách là sử dụng hashtag. Như vậy tại sao chúng ta cần dùng hashtag và hashtag là gì, nếu không dùng có ảnh hưởng gì không? Thì tôi sẽ giải thích đôi nét như sau. Nếu các bạn lên Google mà gõ chữ hashtag là gì thì trên Google hay là YouTube sẽ trả lời cho chúng ta là hashtag là một cái cách mà để chúng ta có thể tìm thấy cái và tìm thấy cái video clip của mình, tăng cái lượt đề xuất của YouTube cũng như là các mạng xã hội khác để tìm thấy cái kênh của chúng ta cũng như là video clip của chúng ta. Như vậy đây là đôi nét mà Google trả lời cho chúng ta biết là hashtag là gì ha, và cách sử dụng như thế nào. Các bạn thấy là chúng ta dùng dấu thăng, tức nghĩa là cái phím shift và số 3 ở trên cái bàn phím chúng ta. Và như vậy ở đây có đôi nét giải thích là cái chính sách sử dụng hashtag mới nhất của YouTube. Và một điều cực kỳ quan trọng là các bạn phải chú ý, đó là nếu như video clip của các bạn quá lạm dụng hashtag, tức nghĩa là chúng ta chỉ sử dụng từ 15 cái hashtag trở lên ở chỗ này ha, thì hệ thống Google hay là YouTube sẽ bỏ cái video clip của các bạn ra khỏi cái lượt đề xuất, và nó sẽ remove cái video clip của các bạn ra khỏi kết quả tìm kiếm luôn. Và như vậy thì tuyệt đối tránh là chúng ta không nên lạm dụng quá cái nhiều cái hashtag để đưa vào trong cái phần tìm kiếm. Em ở đây là một cái video clip của tôi đã đăng lên cách ta để được 1.000 người đăng ký YouTube. Thì ở đây có một cái dòng nó nổi màu xanh xanh lên đó, ở trên đầu của cái tiêu đề,
thì làm sao để chúng ta có một cái dòng nó nổi xanh xanh lên giống như một số người làm ở đây, hoặc là cách khác là chúng ta sẽ có một cái màu xanh nó in đậm đây luôn đó. Thì làm sao để làm được cái tiêu đề như thế này hoặc là để cho nó nổi những cái dòng này lên, thì đó chính là cái cách sử dụng hashtag mà trong video clip này sẽ hướng dẫn một cách rất chi tiết. Như vậy các bạn đã biết hashtag là gì và cái chính sách của Google áp dụng cho hashtag. Thì tại sao chúng ta cần dùng hashtag? Đó là để mục đích là thứ nhất là để tăng cái thứ hạng tìm kiếm. Giống như cái phần đầu video clip của tôi chia sẻ, tôi sẽ tăng cái top search lên thành top 1, top 2, top 3, là ít nhất là nằm trong top 10 bằng cái cách là chúng ta sử dụng ít nhất là hashtag. Cách thứ hai là chúng ta sẽ tăng cái lượt đề xuất của video của mình. Video mình sẽ được những cái kênh lớn và những cái video đang có triệu view đề xuất để cho người xem có thể xem tiếp theo, nó phải phát nối tiếp trong cái video của những cái kênh lớn ha. Và cái cuối cùng rất là thú vị, đó là sẽ giúp cho các bạn có thể kết nối được cái kênh của chúng ta cũng như video clip của chúng ta với các nền tảng mạng xã hội khác, ví dụ như là Facebook nè, rồi Instagram nè, rồi TikTok nè, rất nhiều cái nền tảng xã hội khác cũng dùng dấu ship số 3, tức là dấu thăng, đó là hashtag, để có thể giúp chúng ta kết nối lại với nhau. Các bạn xem minh họa tôi đã kết nối cái kênh của tôi với lại các mạng xã hội khác như thế này. Các bạn xem đây là cái kênh Facebook của iTechVN, và trước mỗi bài đăng á, thì tôi luôn có một cái dòng hashtag, ví dụ như là dấu thăng iTechVN1988 đây. Và tương tự như ở đây tôi có một cái trang Instagram thì tôi cũng có một cái nền tảng xã hội là dấu thăng iTechVN1988. Như vậy thì cái người sử dụng mạng xã hội hay là hệ thống Google hay bất kỳ ở đâu, người ta search cái chữ cụm từ iTechVN1988 và ngay cả các bạn search trên YouTube thì sẽ thấy được cái kênh của tôi ngay lập tức ha. Cái đó là cái cách mà chúng ta liên kết cái tài khoản YouTube của chúng ta với các nền tảng mạng xã hội, và nó nhanh chóng được trích dẫn cũng như đề xuất trong các nền tảng mạng xã hội khác bằng cách rất đơn giản là sử dụng chức năng hashtag. Và trên Zalo, trên TikTok và trên những cái nền tảng như là Twitter cũng đều có cái hashtag này. Chúng ta vừa thấy cái cách kết nối với các mạng xã hội khác. Như vậy làm thế nào để đảm bảo được hai cái mục đầu tiên là tăng thứ hạng tìm kiếm bằng YouTube search hoặc là tăng cái lượt đề xuất video trong những cái video clip nổi tiếng của những người, những cái kênh nổi tiếng khác, thì các bạn nên dùng hashtag. Và cách sử dụng hashtag đó là rất đơn giản như sau. Trong khi đăng một cái video clip á, thì các bạn chịu khó là nhập vào cái dòng mô tả, thì trong cái mục description, cái phần mô tả của video clip của mình, chỉ cần ba cái hashtag đầu tiên là chúng ta sẽ được xuất hiện một cách tự động ở trên đầu của cái tiêu đề của cái video clip. Ở đây ví dụ trong phần mô tả các bạn nhập ở đâu cũng được, thì ba cái đầu tiên nó sẽ xuất hiện ở phần đầu đề của video clip ha. Chúng ta sẽ tiết kiệm được cái không gian, tại vì ở đây chúng ta chỉ có 100 ký tự thôi, nên các bạn cứ nhập ba cái hashtag đầu tiên, tức nghĩa là ba dấu thăng đầu tiên, thì chúng ta sẽ mặc định nó sẽ xuất hiện trên phần đầu đề của video clip này. Và một cách khác là các bạn có thể nhập thẳng cái hashtag này lên đây luôn, lên trên title, nhưng mà ở trên cái tiêu đề này chúng ta chỉ có một hữu hạn cái vùng để có thể dùng, tức nghĩa là chúng ta chỉ có vỏn vẹn 100 ký tự, nên lạm dụng quá thì chúng ta cũng sẽ không có chỗ để chèn cái ký tự tiêu đề gốc ha. Đó là cái cách dùng hashtag. Nhưng mà cái điểm đặc biệt của hashtag á, là chúng ta phải dùng không có khoảng cách. Mọi cái khoảng cách trong hashtag nó sẽ trở nên vô nghĩa, và đối với Google cũng như các nền tảng khác, các bạn phải dùng một cái chuỗi ký tự và số nhưng mà phải dính liền nhau. Nhưng mà có điểm hơi khó là trong tiếng Việt đó là chúng ta có cái hashtag nó có dấu và không dấu đều áp dụng được, chứ không phải là chỉ dùng những cái ký hiệu không dấu đó. Ở đây tôi đang dùng những cái chữ tiếng Việt có dấu nè, nhưng mà trong cái video clip này tôi lại dùng hoàn toàn là chữ tiếng Việt không dấu, thì cả hai cái nó đều phát huy được cái tác dụng. Và các bạn cần chú ý đó là khi chúng ta dùng dấu thăng hashtag này thì chúng ta phải tuyệt đối nhớ là chúng ta không được quá lạm dụng cái hashtag để đưa vào trong cái mục mô tả này. Khi các bạn đưa quá nhiều những cái hashtag, mà đặc biệt là copy từ những cái kênh khác, thì nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là đôi khi cái hashtag của chúng ta nó sai lệch so với nội dung chính, và khiến cho hệ thống YouTube cũng như là Google không thể nào biết được là cái video clip của bạn đang nói về cái gì, và như vậy không bao giờ nó sẽ tăng được cái thứ hạng tìm kiếm của chúng ta. Chúng ta nhớ là nếu muốn mọi người tìm thấy video clip của mình, ví dụ như ở đây tôi đang nói về cách để chèn hashtag vào YouTube hoặc là cách để đưa cái hashtag vô YouTube, thì tôi phải xoáy vào trong cái nội dung đó là hashtag
chứ tôi không thể nào mà copy một cái trang khác những cái nội dung chữ hashtag không liên quan gì hết, ví dụ như Taylor Swift hay là một cái người nổi tiếng như Quỳnh Trần, GB gì đó, thì chúng ta không thể nào đưa vào những cái nội dung đó để cho một cái kênh mà không liên quan gì hết, thì cái đề xuất của Google nó cũng sẽ không đi kèm, tức là của YouTube sẽ không kèm theo cho chúng ta đâu ha. Rồi cái đó là những cái điểm chính khi các bạn dùng hashtag, chỉ cần gõ dấu thăng là chúng ta có thể dùng được ha. Như vậy cái mục đích của cái chuyện hashtag là khi các bạn bấm vào nó sẽ tăng cái ô tìm kiếm. Ví dụ ở cuối mỗi clip tôi đều có cái kênh iTechVN, và khi tôi bấm vào trong cái iTechVN này thì kết quả trả về của YouTube sẽ là tìm kiếm cái cụm từ liên quan đến iTechVN và nó dẫn về đúng cái kênh, cái trang kênh của tôi. Cái đó là một cái điều mà chúng ta đang mong chờ khi chúng ta dùng cái hashtag. Lưu ý khi các bạn dùng hashtag, cái đó là quy tắc mà tôi tạm gọi vui đây là 3 cộng 15, tức nghĩa là chúng ta chỉ được YouTube cho tối đa là 3 cái hashtag trên tiêu đề, nên các bạn hãy chọn lọc 3 cái hashtag gọi là giá trị nhất mà chúng ta muốn đưa lên tiêu đề, là 3 cái cụm hashtag đầu tiên mà các bạn dùng trong cái phần mô tả, để ở đâu cũng được, nó sẽ mặc định xuất hiện trên tiêu đề. Và cái thứ nhì, làm sao chúng ta dùng được hashtag tối ưu, đó là hãy nhớ đừng lạm dụng nó. Và theo khuyến cáo của YouTube, hay là nói khác đi là của Google kể từ năm 2018, thì nếu các bạn dùng từ 16, 17 cái hashtag trở lên, tức nghĩa là quá 15 cái hashtag, thì cái video clip của các bạn mặc định sẽ bị loại ra khỏi trong kết quả tìm kiếm, và nó sẽ bị tụt lút xuống ở cái đáy của cái bảng tìm kiếm, mà người ta sẽ không thấy cái của mình, cũng như là những video clip nổi tiếng khác sẽ không đề xuất cái kênh của bạn khi các bạn dùng hashtag mà quá 15 cái. Làm sao để chúng ta kiểm tra được cái kết quả của chúng ta là thật sự tốt hay không tốt? Các bạn hãy quay về đầu video clip của tôi và xem kết quả minh họa. Đó là tôi sẽ dùng một máy tính khác, hoặc tôi sẽ dùng một cái tab ẩn danh trên các trình duyệt, ví dụ Google Chrome nè, hoặc là dùng Firefox, hay là bất kỳ một cái trình duyệt web nào. Các bạn hãy mở tab ẩn danh lên và chúng ta hãy tìm lại cái video clip của mình xem nó có đã nổi lên trên cái top tìm kiếm chưa. Các bạn đang dùng máy tính của mình và đang đăng nhập tài khoản của mình mà các bạn mở YouTube lên, các bạn kiểm tra thì hoàn toàn là sai, bởi vì nó sẽ không có thể hiện đúng cái điều mà những người chưa bao giờ biết đến kênh của các bạn có thể tìm thấy. Chúng ta hãy nhớ là dùng tab ẩn danh để chúng ta tìm lại video clip xem nó có đã nổi lên trên top tìm kiếm chưa, và đi qua một cái video clip của đối tác hoặc là một cái kênh nổi tiếng xem cái clip của mình có được đề xuất trong danh sách bên tay phải của những cái video clip nổi tiếng đó không, thì cái đó là các bạn đã thành công. Còn nếu các bạn không rành thì các bạn có thể sử dụng một cái tool giống như cái tool tôi có tích hợp ở trong YouTube ở đây trên màn hình. Hôm nào có thời gian tôi sẽ quay một cái video clip hướng dẫn các bạn sử dụng cái tool để phân tích từng cái clip của chúng ta một cách chuyên nghiệp hơn. Thì trên đây là những cái chia sẻ của rất thật lòng của iTechVN về cái bí quyết mà để chúng ta tăng cái thứ hạng tìm kiếm SEO YouTube, cũng như là tăng cái lượt đề xuất video clip trên cái nền tảng là YouTube Search, hoặc là tăng cái lượt đề xuất trên những cái nền tảng của những video clip nổi tiếng từ những kênh và những cái clip triệu view. Nếu các bạn thấy cái chia sẻ của iTechVN là hữu ích thì chúng ta hãy bấm đăng ký subscribe kênh, hoặc là hãy like share rộng rãi cái video clip này. Trong phần tiếp theo tôi sẽ cập nhật những cái cách SEO mà dùng nhiều cái phương pháp hay khác, chẳng hạn như đặt tiêu đề như thế nào, hoặc là làm thế nào để chúng ta đưa cái thẻ tag ở trong cái thẻ ẩn để tăng để thứ hạng tìm kiếm một cách hữu dụng nhất. Thì rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xuyên suốt video clip.